Alo, alo, xin thân mến chào tất cả các bác nhá. Chào mừng các bác đã đến với video tiếp theo này của em. Thì lúc anh em là bây giờ đang bận lái xe là không cầm camera chào anh em được. Đó, là nơi xe bên kia thì mình sẽ, khi mà lấy xỉ thì mình sẽ hạ camera xuống quay mặt chào anh em nhá. Đó. Hiện tại thì hôm nay tiếp tục làm một cái video đang đi lái con ô tô 2 tấn rưỡi để chở xỉ sang phía bên này để đổ đây các bác ạ. Đó. Hôm nay thì máy 58-3 của em Hạnh này là đang không có việc thì em Hạnh mới đến xúc con máy của mình. Còn con máy của mình thì là hiện tại thì bây giờ nó thời tiết này nóng máy như này mà nó không bị làm sao là ok quá rồi. Mình thấy là chữa được cái bệnh nóng máy thì cái là làm ăn nó uy tín hẳn đấy. Rồi nó mắc cái đống xỉ. Cứ sợ nó lùi vào. Đó. Rồi. Thời tiết nó nắng nồi này thì mời anh em uống nước nhá. Mình uống nước không có tí nữa cái nước này nó nóng hết à. Nắp đít nó chưa đóng sao em Hạnh em em vỗ mạnh thế. Đó. Anh em có thấy cái gì đây không? Đây là sắt vụn đấy. Sắt vụn đấy. Hiện tại thì cái chỗ này bây giờ nó còn đang rất là nhiều các cái chỗ xỉ chiếc này. Mình sẽ xúc hết lên đến đoạn này cơ. Sẽ gom hết nó đi và xúc gọn hết cái đoạn này đi. Đó. Đây, bây giờ mới quay được cái mặt để chào anh em đây. Đó. Xỉ chiếc còn rất nhiều anh em nhá. Đó. Những cái đoạn phía dưới này thì còn một ít xỉ của cái nhà dân kia nữa. Còn mấy xỉ của nhà dân và cái chỗ này thì nó là cái bể nước. Thì hôm trước thì bể nước thì nó cũng rất dày, rất là cứng. Thì hiện tại bây giờ là đã cậy ra hết rồi. Em Hạnh em mình đã cậy đi hết rồi. Đó. Mỗi tội cái bê tông này nó cứng quá. Phải dùng chính cái cục này để đập nó thì nó mới tự nó vỡ ra được chứ mình máy mình không tài nào bẻ nó vỡ ra được anh em ạ. Bê tông xây bể nước người ta làm bao giờ nó cũng chất lượng hơn, người ta xây nó cũng chắc chắn hơn nữa. Thời tiết hôm nay nóng như này mà cái bệnh nóng máy của mình bây giờ mình làm thêm cái két kia nữa là nó không bị nóng nữa, làm rất là yên tâm luôn anh em ạ. Chứ còn nếu mà bình thường thời tiết như này mà ga to ga để mà cái bước làm ở đây thì khoảng độ xúc khoảng độ 2 xe thôi là nó sôi nước rồi. Nếu mà thời tiết nó nắng như này, nhưng bây giờ các bác xúc cả ngày nó cũng chả lên đến quá 90 độ đâu. Ngày xưa cứ 106 độ, nắng nóng cứ 106 độ. Bây giờ thì chỉ có 80 độ, 85 độ. Đây là không bật quạt nha anh em nhé. Em Hạnh này em mới thấy nó không nóng thì em không bật quạt, không bật cái quạt điện 12V ấy. Cho nên là nó cũng chưa đến độ mà bị nóng nữa. Bởi vì là bây giờ hiện tại nó cái két trên kia là nó như kiểu một cái két phụ ấy, nó có 5 thêm 5 lít nước nữa. Đấy, cho nên là cảm giác nó rất là mát mẻ luôn. Con máy nó mát mẻ thì làm bao giờ nó cũng khỏe khoắn. Chứ nó không như kiểu là nó không như kiểu là cái máy mà nó nóng. Cái máy mà nóng 95-100 độ thì cái máy đó gần như là nó không làm được. Mà nguy cơ để mà thổi doang mặt máy thì nó rất là cao luôn. Cái góc bể đó các bác, bây giờ thì nó gãy ra hết rồi. Nhưng cái này thì cứ cậy hết đi là nó gãy hết ra nó là ok đó. Con máy của mình thì là vừa rồi mình vừa mới thay cái ga lê, cái quả dẫn hướng rồi các bác kìa. Cho nên là bây giờ đi lùi nhá, nếu mà nhưng mà nó vênh một phát thôi là nó dễ dàng nó tụt ra lắm. Rất là nguy hiểm. Nó không an toàn như kiểu các cái máy mà nó có hai cái be cái chắn ở bên sườn kia. Thank you.
anh em đây có cái gốc cột điện này. Anh em thấy nhiều sắt không? Nhưng mà cái này thì máy của mình không thể cậy được anh em nhé. Đó, cái này rất nhiều sắt luôn. Nhưng mà đặc biệt là không cậy được. Bởi vì cái này nó là cục bê tông của cái cây cột điện. Đó, người ta đập nó gãy ra, lấy người ta lấy đoạn trên này, còn đoạn dưới này người ta không lấy được ấy. Bây giờ mình sẽ đội nó lên đầu đi. Để nó đầy thì mình sẽ xuống để mình chở đi các bác nhé. Đấy. Đây có ít sắt vụn này, thì lát nữa mình cầm mình nhặt ra ngoài kia. Đó. Nó đầy rồi anh em nhé. Chỗ này nó xuống nó có cái gờ vỉa ba toa kìa các bạn. Vỉa ba toa mấy cái đường nhựa kìa, nó hơi sâu hơn một chút. Lúc sáng nay thì mình lại không cho đất vào đó, cho nên là bây giờ đi thì nó hơi bị gồ ghề một chút, thì mình phải đi chậm thôi, giảm ga thôi. Quan sát đường nữa. Phía đối diện kia đó là Mường Thanh Tuyên Quang ấy anh em. Ở thành phố Tuyên Quang ấy, Mường Thanh thành phố Tuyên Quang. Chỗ này thì nó đang bị mấy cái đống xỉ ở dưới kia là nó đang chắn ở giữa đường. Bây giờ mình cắm phụ vào để đi chậm chậm để mình lái nó sang bên này một chút này. Chỗ này nó đang xuống dốc, nó đang lùn xuống dốc. Cái phanh của mình nó là phanh dầu ấy, nó cũng không ăn nữa. Đó. Lên cái số phụ này, vào số ben này. Ấn cái nút này xuống là nó đổ lên đó, nó đổ ra đây. Đó. Kia là mình, nếu mà mình đi vào cái chỗ kia là sẽ không đổ được ở đây đâu. Đây mình lùi sang cái góc này bắt đầu mới đổ được ấy. Nó hay còn ở trong ấy. Hết rồi anh em nhé. Hiện tại bây giờ nó đang đứng ở gần dốc bên này, cho nên là mình đi sướng rồi, mình không phải nhẹ nhàng. Đó, lên số 2 đi. Đây thì nó chưa quá số 3 đâu. Chỉ đi ở số 1. Số 2 thôi. Số 3 đi thì chưa kịp phanh, chưa kịp ga nó đã đến nơi rồi. Lại phải về số. Giữa cái ấy của mình thì nó dễ hơn. Đây. Có thêm sắt vụn này anh em ơi. Đó. Cái này là ống sắt này. Cái này thì nó là nhựa thôi. Cái này thì nó không được. Có cái thanh thanh này thì phải có búa đập cơ. Cái này là mình để đây lúc mình lấy nó đi. Đi ra đây để xem em Hạnh mình đập cái kia các bác nhá. Đây có cái ống gì này. Cái ống từ trong này ra này.
ngồi ở trong này nó dâm mát. Sắt vụn được không? Nếu mà có tí sắt vụn nào thì bảo em Hạnh em mới đập ra. Đây này thì sau này mình hạ hết xuống các bác nhá. Hạ hết nhưng mà do là cái nền này thì mình sẽ bóc hết cái xỉ đấy đi, để lại cái đất thì mình đến lúc mình hót đi riêng. Cái đất thì đổ trên chốc thì nó dễ hơn. Chỗ đất của cái bể này nó ẩm, chắc cả nước nó cũng dò ra các bác. Đi tiếp nhá. Có thêm một hai gầu nữa. Mình sẽ bám ra cái mép bên này nhiều hơn. Lùi được cái góc này. Ok mọi người nhé.
cái bên xuống. Thôi cái video này của mình cũng khá là dài rồi, mình xin kết thúc cái video đây. Hẹn gặp lại tất cả anh em ở những cái video sau nhá. Số 7 này xuống. Chúc anh em có nhiều sức khỏe, có ngày làm việc hiệu quả nhá. Ok, thì thật mến chào tất cả mọi người.